Puka và Jin Tuấn Kiệt đã công khai ngày cưới chính thức. Mới đây, Puka và Jin Tuấn Kiệt chính thức công khai ngày cưới sau 10 ngày công khai chuyện tình cảm. Dàn sao Việt dần dần để lại lời chúc mừng và đón chờ thiệp cưới đến tay. Jin Tuấn Kiệt và Puka chính thức tổ chức hôn lễ vào năm 2023. Đây là một đám cưới được mong chờ nhất của showbiz Việt thời điểm hiện tại. Sau thời gian dài không công khai chuyện tình cảm, tối ngày 6 tháng 9, diễn viên Jin Tuấn Kiệt bất ngờ khoe ảnh cầu hôn chính thức về chung nhà với diễn viên Puka. Jin Tuấn Kiệt đăng tải một bức ảnh khoe nhẫn cưới cùng Puka kèm dòng trạng thái: định 30 tuổi mới lấy vợ, ai dè sớm hơn, chúc mừng sinh nhật tôi, món quà sinh nhật lớn nhất của Jin. Cảm ơn gia đình bạn bè luôn đồng hành cùng hai đứa, và đặc biệt cảm ơn khán giả đã luôn yêu thương, đẩy thuyền nhiệt tình cho hai đứa trong suốt thời gian qua. Nay chính thức thông báo thuyền đã cập bến. Bài viết của Jin Tuấn Kiệt đã nhận được sự quan tâm của người hâm mộ, nhiều bạn bè đồng nghiệp đã để lại lời chúc phúc đến cặp đôi. Phía đại diện cặp đôi cho biết, Puka và Jin Tuấn Kiệt đã hẹn hò 4 năm. Nhân dịp sinh nhật Jin Tuấn Kiệt, cả hai chính thức công khai hẹn hò và xác nhận về chung một nhà bằng việc cầu hôn. Cặp đôi sẽ tổ chức lễ cưới vào cuối năm nay. Trước đó, Jin Tuấn Kiệt và Puka đều không xác nhận hẹn hò, nhưng lại không ngại bày tỏ những cử chỉ thân mật trên các chương trình game show. Cả hai cũng tích cực được dàn sao Việt và khán giả trêu chọc ghép đôi. Puka báo tin lớn, Jin Tuấn Kiệt liền có động thái gây chú ý, khiến dân tình không khỏi mong chờ. Mối quan hệ thực sự của Puka và Jin Tuấn Kiệt vẫn là một dấu hỏi lớn trong showbiz. Không chỉ đồng nghiệp tác thành, mà fan hâm mộ của cả hai cũng tích cực đẩy thuyền cực mạnh cho cặp đôi. Dù vậy nhưng cặp đôi vẫn úp mở, chưa thông báo chính thức về quan hệ hiện tại. Mới đây vào tối 17 tháng 1, Puka vinh hạnh khi nhận giải thưởng lớn trong sự nghiệp vì đóng góp với nghệ thuật. Ngay khi đàn gái vừa đón nhận tin vui, bạn trai tin đồn Jin Tuấn Kiệt liền có động thái đầy tình ý, chính là đăng dòng chữ chúc mừng để gửi đến ai đó. Mặc dù không nhắc trực tiếp đến tên Puka, nhưng nhiều người cũng nhận ra nam ca sĩ đang hạnh phúc gửi lời đặc biệt đến người ấy. Đáp lại, Puka cũng khoe giấy khen và khéo cảm ơn. Cảm ơn tất cả mọi người, cảm ơn vì một bất ngờ không tưởng. Có thể thấy cả hai đang tương tác khá ăn ý trên nền tảng mạng xã hội. Dù không công khai ngoài đời thực, trước đó Jin Tuấn Kiệt và Puka từng bị netizen nhiều lần bắt gặp, thả thính công khai và có những hành động cực tình cảm. Chia sẻ về tin đồn ghép cặp với Jin Tuấn Kiệt, Puka từng nói: "Tôi và Jin Tuấn Kiệt có cùng nhau tham gia một chương trình thực tế. May mắn chúng tôi được khán giả yêu thích và ghép đôi, vì thế mà nhất cử nhất động của hai đứa đều được mọi người để ý. Tuy nhiên tôi thấy buồn cười khi bị soi bí mật hẹn hò với Jin. Những món đồ tôi dùng không phải hàng đắt đỏ hay hàng phiên bản giới hạn có một hai cái, mà đó là những món đồ có mặt trên khắp các cửa hàng và rất dễ là mua được. Đôi khi vô tình trùng hoặc hao hao giống, hoặc có khi tôi soi và chẳng thấy giống nhau, nhưng mọi người vẫn nhất nhất cho rằng đó là bằng chứng tôi và Jin dùng đồ đôi." Tuy không lên tiếng xác nhận, nhưng cặp đôi Puka và Jin Tuấn Kiệt vẫn khiến dân tình thích thú vì độ đáng yêu cùng màn tương tác giữa cả hai. Nhiều người mong muốn cặp đôi sẽ nên chuyện, tuy nhiên vẫn cần thời gian cũng như hai bên đồng lòng. Bị đồn bầu bí với Jin Tuấn Kiệt, Puka quăng luôn chiếc đầm tai hại. Puka Jin Tuấn Kiệt nhiều lần bị soi hình hẹn hò, nhưng người trong cuộc vẫn một mực phủ nhận. Mới đây, dân tình lại tiếp tục trần trần khi Puka để lộ phòng hai lùm lùm, làm dấy lên nghi vấn có bầu. Cụ thể, nữ diễn viên diện chiếc đầm ngủ thả dáng trên ghế salon, đến chính chủ cũng phải thừa nhận. Trong bụng bu là eo gì mà nhìn bự dậy không biết nữa. Dưới bài đăng, người hâm mộ liên tục tréo gọi tên của Jin Tuấn Kiệt là bố của đứa trẻ. Sau khi đăng ảnh, chính Puka cũng nhận ra phần bụng to bất thường của mình. Sau đó, Puka lại phải đính chính rằng eo của mình vẫn rất nhỏ, tất cả là do chiếc áo phản chủ và tướng nằm sai trái mà thôi. Trước những lời bàn tán xôn xao, người đẹp làng hài lập tức lên tiếng trên story Instagram: "Đời em chưa đủ ế sao mà đồn em có thai, thông báo là em quăng luôn cái áo đầm hôm bữa rồi." Puka Jin Tuấn Kiệt chụp ảnh tình tứ như ảnh cưới. Chuyện hẹn hò của người nổi tiếng không lọt qua mắt của cư dân mạng khi nhiều cặp đôi liên tiếp bị soi bằng chứng hẹn hò. Gần đây công chúng luôn để ý động thái của Puka và Jin Tuấn Kiệt. Sau nhiều chi tiết trùng hợp đến khó tin, Jin và Puka lại được đăng tải như ảnh chụp cưới và được dịp đẩy thuyền, cho rằng đây là động thái công khai mối quan hệ. Jin Puka chụp ảnh như ảnh cưới. Mới đây trên trang cá nhân, Jin Tuấn Kiệt bất ngờ đăng tải hình ảnh chụp cùng với Puka. Đáng nói, cả hai lại diện trang phục cô dâu chú rể nắm tay tình tứ như chụp ảnh cưới. Người hâm mộ sau đó liền xôn xao vì bức ảnh này. Người hâm mộ phát hiện chính Jin Tuấn Kiệt đã ghép mặt Puka vào ảnh, dù không phải ảnh gốc. Nhưng hành động của nam ca sĩ cũng đáng ngờ, có thể anh đang thông qua bức ảnh này ngầm xác nhận mối quan hệ yêu đương với Puka. Không lên tiếng xác nhận mối quan hệ, nhưng Puka và Jin Tuấn Kiệt đã nhiều lần xuất hiện tình tứ trong một khung hình. Những bức ảnh do chính cả hai đăng tải được fan cho là một bằng chứng của việc hẹn hò.
Khi tham gia game show, Puka thường bị các nghệ sĩ trêu chọc về mối quan hệ với Jin Tuấn Kiệt. Trường Giang từng nói, từ khi gặp Puka, Jin mới có bài hát không thể yêu ai được nữa. Trước những lời nói trúng tim đen này, Puka chỉ có thể im lặng không phản bác được gì. Theo dõi chuyện hẹn hò bí mật của các ngôi sao luôn làm fan thích thú. Với Puka và Jin Tuấn Kiệt, càng im lặng lại càng trở thành tiền đề giúp fan tích cực soi bằng chứng để thuyết phục nhất. Mới tình tứ hôm qua, hôm nay Jin Tuấn Kiệt đột ngột ngó lơ Puka. Puka và Jin Tuấn Kiệt là một trong những cặp đôi được dân tình đẩy thuyền nhiều nhất. Mới đây cả hai cùng nhau xuất hiện tại sự kiện ra mắt phim Kẻ Độc Hành của diễn viên Huỳnh Lập. Cụ thể, Puka là một trong những nữ diễn viên xuất hiện trong Kẻ Độc Hành của Huỳnh Lập. Cô nàng đến từ sớm để chuẩn bị cho sự kiện. Không lâu sau, Jin Tuấn Kiệt cũng xuất hiện. Thế nhưng dù có những giây phút luôn đi cạnh nhau, song biểu cảm của cặp đôi lại chẳng khác gì xa như nửa vòng trái đất. Dù vậy, ở một vài khoảnh khắc, Jin Tuấn Kiệt cũng ga lăng hỗ trợ váy áo cũng như mở đường đi cho Puka giữa đám đông. Ngay sau khi được chia sẻ, những khoảnh khắc của Puka và Jin Tuấn Kiệt trong sự kiện nhận được sự quan tâm của đông đảo dân mạng, đa số đều tỏ ra hào hứng trước độ đáng yêu của cặp đôi, đồng thời tiếp tục đẩy thuyền. Được biết, ngoài Puka, sự kiện thảm đỏ còn thu hút đông đảo các nghệ sĩ khác như nghệ sĩ nhân dân Hồng Vân, Trường Giang, Ngọc Thảo, Ngọc Phước, đặc biệt là dàn diễn viên chính Huỳnh Lập, Duy Khánh, Quốc Khánh. Puka miệng chối đầy đẩy, mắt vẫn lén nhìn Jin Tuấn Kiệt. Puka và Jin Tuấn Kiệt là một trong những nghệ sĩ thu hút được nhiều quan tâm của khán giả, truyền thông. Gần đây, hai người thường xuyên tham gia sự kiện, nhận được nhiều ủng hộ của người hâm mộ, liên tục được dân tình đẩy thuyền, họ lại càng hạn chế tương tác, tránh đứng chung khung hình. Tại sự kiện ra mắt album Cong của Tóc Tiên vào ngày 1 tháng 11, Puka và Jin Tuấn Kiệt cùng có mặt nhưng lại không có tương tác đặc biệt nào, tránh sự chú ý của truyền thông. Trong một khoảnh khắc, Puka lén nhìn Jin Tuấn Kiệt khiến hội đẩy thuyền thích thú. Chỉ một hành động nhỏ của nữ diễn viên đã đủ khiến người hâm mộ hai người đứng ngồi không yên. Thời gian gần đây, Jin Tuấn Kiệt và Puka tham dự nhiều sự kiện họp báo. Mỗi lần xuất hiện, họ đều thu hút nhiều sự quan tâm, chú ý của báo giới, người hâm mộ, thậm chí Trường Giang còn trở thành thuyền trưởng, tác hợp cho hai người. Sự kiện gần đây, dân tình bất ngờ nhận ra nữ diễn viên và nam ca sĩ cùng về chung xe. Jin Tuấn Kiệt và Puka tạo ra nhiều phản ứng hóa học khi hợp tác trong các dự án, chương trình. Chia sẻ về đồng nghiệp, người đẹp Đồng Tháp từng cho biết, về Jin Tuấn Kiệt thì Puka đã tham gia nhiều chương trình với Jin rồi, kể cả chương trình thực tế. Puka thấy Jin là một người khá ga lăng, khá là đàn ông. Dù mới lần đầu nhìn thấy thì nhỏ nhỏ như Duy Khánh, nhưng mà Jin sâu sắc hơn Duy Khánh. Jin thì mình có thể nói chuyện, mọi chủ đề trong cuộc sống mình đều có thể kết nối được với Jin. Puka và Jin Tuấn Kiệt là một trong những nghệ sĩ được người hâm mộ nhiệt tình đẩy thuyền khi cùng hoạt động nghệ thuật và có nhiều điểm chung. Cả hai hạn chế chia sẻ chuyện đời tư khi tham gia showbiz, dù tình trong như đã, mặt ngoài còn e. Jin Tuấn Kiệt ngắm Puka, ngượng chính khi Trường Giang đẩy thuyền. Tối 28 tháng 10, Huỳnh Lập tổ chức buổi họp báo ra mắt bộ phim Kẻ Độc Hành thu hút đông đảo truyền thông và nghệ sĩ góp mặt. Cùng xuất hiện tại họp báo, Puka và Jin Tuấn Kiệt khiến cả thảm đỏ rộn ràng. Cả hai có nhiều khoảnh khắc tương tác liên tục được Trường Giang đẩy thuyền kéo Jin Tuấn Kiệt đứng gần Puka. Trong suốt sự kiện, Jin Tuấn Kiệt và Puka hạn chế tương tác. Tránh sự chú ý của truyền thông, hai người thỉnh thoảng nhìn đối phương, nam ca sĩ chu đáo hỗ trợ nữ diễn viên khi cô xách đồ nặng, đỡ đồng nghiệp lúc cô bước xuống sân khấu. Ngoài ra, dân tình còn nhận ra hai người về chung xe sau khi kết thúc sự kiện. Puka và Kim Tuấn Kiệt cùng hoạt động nghệ thuật và có nhiều điểm chung. Hai người được nhận xét có phản ứng hóa học khi rất đẹp đôi và ăn ý trong nhiều hoạt động, chuẩn tình trong như đã, mặt ngoài còn e. Khán giả hy vọng hai người sớm trở thành một cặp, thoải mái chia sẻ chuyện đời tư.